Xin chào cả nhà, anh em đã đến nơi rồi, đến bản rồi. Ngày mai sẽ bắt đầu khai thác đợt 2 của cái cây đa gần 200 tổ ong này. Cây đa mà hơn một cây đa là số 1 Việt Nam. Đấy đi. Bây giờ của mình có bim bim nhé. Thấy mấy đứa trẻ đang chơi đằng kia rất là thú vị này, một trò chơi và tụi nhỏ. Xin chào. Ham bim bim không? Chào. Ở đây ông cho bim bim nào. Này. Nào, lại ông trẻ cho bim bim. Đây. À, cứ đưa đi. À. Xin chưa? Xin nhỉ. Xin. Xin, xin. À, chắc là khả năng là không biết tiếng. À. Xin cô à? Xin cô, xin cô. Xin chào. À. Cho em bé này, em bé ơi. Ừ. Cầm lại nha. À, con xin thầy. Không, con xin thầy. Thầy đây. À. Tiếp đi. Cho chú chơi với nào. Cho chú chơi với nào. Chơi kìa nào. Đập tay à? À. Ở đây anh em đi bắt được ong ở đâu về đây? Ờ. Bắt ong về à? À. Anh em bạn đi bắt được tổ ong về. Đẹp phết đấy. Được tổ ong đẹp phết đấy gì nhỉ? Đây nè. Ở trên kia là bà con đang đi lấy chuối về, cả buồng chuối, cả cây chuối. Buồng chuối thì ăn, cây chuối thì sẽ cho lợn, gà, vịt. Đây anh em ơi, chuẩn bị đồ đạc sắp xếp xong rồi lên trên đi. Ở trên nhà trưởng bản. À đây cái điểm trường hôm trước em có gửi tặng hai cái đèn năng lượng mặt trời. Văn Minh, Hà Vương, anh em đang giao lưu bóng chuyền với cả đội anh em ở bản. Hai một. Đi quay bắt ông ơi, quay bóng làm cái gì nữa. Dính bóng rồi. Trời sáng rồi nhưng mà rất tiếc là lại mưa. Đây. Tình hình mưa như thế này thì anh em sẽ không khai thác. Thứ nhất là nguy hiểm, thứ hai là chất lông mặt nó sẽ không được ngon. Bây giờ anh em sẽ nấu mì tôm ăn sáng và chờ đợi thời tiết. Hiện tại trên các trang mạng đang có rất nhiều cái thông tin không đúng sự thật về bọn em, về bước chân vùng cao. Bọn em đang lưu giữ, thu thập những chứng cứ đấy để sau cái đợt khai thác này sẽ đưa ra pháp luật. Bởi vì là họ đang phá hoại và bôi nhọ danh dự uy tín, làm thiệt hại đến kinh tế của anh em bước chân vùng cao. Mưa này chưa bắt đâu anh ơi. Chỉ chờ nó nắng thôi chứ. Chờ nắng thôi, mưa này thứ nhất là nguy hiểm, mai chất lượng mật nó sẽ không được ổn. Thì có gì thì em gọi. Đấy, làm ảnh hưởng đến cả bước chân vùng cao, cả những anh em như thế này nữa này. Anh em sẽ hỗ trợ bắt cây đa đấy cũng sẽ được trả công. Ảnh hưởng đến rất nhiều người, thông tin sai sự thật. Họ bảo là bọn em bắt được một ít ở cái cây đa hàng trăm tổ đấy, gần 200 tổ đấy. Sau đó bỏ chạy, bỏ trốn, lừa bản, bỏ trốn về. Và còn bảo em là chưa được ăn nửa mì tôm nào, đi lên dốc mệt thế. Khung cảnh đây đẹp quá. Ôi, thích chưa. Họ còn bảo cái gì nữa nhỉ, là bán mật đều, mật giả, mật kém chất lượng. Tất cả những bằng chứng này đều em đều đã thu thập được và đã hỏi qua bên công an, đã có cái họ đưa ra phương án giải quyết rồi, chờ khai thác xong cái cây 200 tổ này để gửi đến cô chú anh chị. Sau đó sẽ vào tận nhà của cái đồng chí đấy để xử lý. Em biết là cái đồng chí này chỉ là cái người bị giật dây thôi. Còn đằng sau là những anh YouTuber nữa cũng sẽ được lôi ra ánh sáng hết.
bằng chứng thì em đã đều đã thu thập được. Ôi xe đồng chí này khói ra kinh đấy. Tự nhiên cái khói xe máy này vào hình lại đẹp, nhìn mờ mờ ảo ảo như sương. Mỗi tội khét quá. Đấy anh em vừa nãy tranh nhau đưa chúng một gói này. Tranh nhau bóc mì tôm để xem chúng 1 tỷ không mà không được. Buồn thế chứ này. Hôm nọ ở gần nhà vợ em có một thằng cu học lớp 11 ăn mì tôm này trúng luôn 1 tỷ. Đây là câu chuyện thật nhé, trúng luôn 1 tỷ và mất 100 triệu tiền thuế. Đấy, bà anh em bảo từ hôm không phải đi bắt ong nữa, cứ mua mì tôm về mà ăn thôi. Hôm qua mua hẳn 2 thùng. Nên vẫn bóc chưa được. Sôi rồi đúng không? Đây, rẻ kia, trong kia. Đấy. Đấy. Không phải đánh bóng chuyền thua đúng không? Thắng cái gì anh Vương mà thua? Mất bao tiền nước? 65.000 tiền nước. Cá độ nhá. Báo công an. Đổ vào bát thôi. Đấy bát đấy của em. Em pha sẵn bột canh rồi, còn anh em nào mà tự cho bột canh cho vừa nhá. Đổ bớt đi cũng được mà. Đổ sang bên kia hộ cái cương. Anh Vương đổ bớt hộ em xong bát kìa. Rồi bà này kia lên một lúc. Đổ luôn thì bát kia thiếu nước thì chứ. Không ý là em để mà ăn mì tôm nó đi. Em mới vừa hỏi rồi em ăn cơm rồi. Sao kìa? Có mấy gói chưa có một canh rồi. Giờ bước cái này cây vẫn chưa khô đấy. Bán thế nào nhỉ? Hả? Đây, cái to. Ừ. Con to đấy á, có da không? Không da đâu. Dạ, xem nào anh. Ừ. Hôm nào có kinh nghiệm xem ngan thì nó lại ngăn được á. Con nào? Con to nhất kìa. Ừ. Già. Mặt nó già đinh như kìa. Dài không nhai đâu. Nhờ. Dài không nhai đâu. Hai bé bé, con này ngon đấy. Đây còn mấy con gà nữa này. Đẹp thế. Con này mấy con? Ba đi. Ngan con. Nào khẩn trương. Ong mấy trăm tổ con bắt được sao con ngan mà. Chờ không để cương vào bắt. À, chị ơi, để thằng kia bắt, để thằng kia bắt. Cơ bỏ cái túi ra. Nhiệm vụ là phải. Con này, con này. Mày mà bay bắt là đưa đây cho ăn muối. Ngan này có khi nó còn dồn người ấy chứ. Đây về có nào, có nào, có nào. Đấy, con đấy. Con này luôn á. Đấy, vô luôn. Ôi giời ơi. Sao tìm đâu. Bay ra là bay rồi. Lấy dây lạt một cánh nào. Ui, cờ tổ quốc đẹp thế nhờ. Thế xin rồi đấy.
Con ngan tiếng mông về cái này. Hả? Con ngan tiếng mông, nó làm tiếng mông này nó là ngan thế. Ngan. Thế? Ăn cơm là gì nhỉ? Ăn cơm. Ăn cơm nó mổ. Nó mổ. Nùng mổ. Nữa. Hậu tệ. Nùng mổ, nùng chấu. Nùng chấu nó uống rượu à? Ừ. Nó chớ uống rượu. Nùng chớ. Thầy nó một cân rồi. Lại cân. Ở đâu? Lại cân mấy? Lại cân tí ra. Nó sợ. Ba cân chín. Đâu? Mà cứ tính ở đây 3 cân 9 đi đúng không? 3 cân 9 ừ. 3 cân 9 trừ lông đi còn khoảng 3 cân đúng không? Hả? Là 3 cân nhở? Ở đấy gì đồng ý luôn đi. Giờ chuyển tiền nhá, chuyển khoản nhá, chuyển khoản nhá. Tập số tài khoản à? Giàu thế. Anh chị có số tài khoản không? Có. Anh có à? Ê, anh có. Nó chưa? Qua anh vừa mới chuyển khoản đi. Lỡ chị tài khoản này, có mua tài khoản đó lỡ chị có. Anh vừa chuyển khoản đi gì? Tiền đấy, tiền uống nước á? Ừ. Có. Có. Đọc nào, đọc số tài khoản em ơi, ngân hàng nào ơi? 215. Rồi, con này 3 cân 8 nhưng mà cho trả luôn là 4 cân. Ừ. Xong rồi nhá. Ok đồng chí. Rồi đi. Cảm ơn gia đình nhá. Đi về thôi, xách về thôi. Kia là con dâu. Có vẻ trẻ. Anh hỏi mày biết được chưa, làm sao em biết được? Em cán bộ hộ khẩu ở đây thôi. Đi mua xong con ngan này thì anh Lồng, anh Bí Thư, anh bảo là anh mổ gà rồi. Này, con này sẽ để đến buổi tối. Con này để tối. Buộc ở đây. Đây, tụi nhỏ đang... Không giáo kia bảo dạy học ở đây. Không có giáo ở điểm một trường ngoài. Điểm đây là điểm trường... Nó có nhiều điểm trường nhỏ khác nhau ấy. Để vào đây xem nào. Hai đồng chí này đây này, hai thằng này lại đây xem, hai thằng này trốn yes. đây trêu nó đấy, trêu nó nhé, hai thằng này trốn học vào nhà vệ sinh chơi này nào, để trẻ con này trốn vào nhà vệ sinh để chơi đây nào, báo cô giáo nhá. Chết rồi. Thôi đừng quay, xấu hổ lắm. Rồi, không dám bị đấy nhờ. Em nhựa gương đi đủ ra tay cho. Hả? Anh đi đủ ra tay cho. Đủ ra. Có một ra tay bị lỗi. Ra tay này chật quá. Chật, chật nhờ. Bóp cả rác tại chặt này một lúc mỏi luôn. Tí nó có giãn. Nó giãn nổi ấy. Hơi chật hơn được cái này. Quay lưng xem nào. Quay lưng xem nào. Dí hẳn vào cái logo luôn à? Ừ. Quạt vào thẳng logo luôn. Tự nó mát à? Để rồi, để trên nhanh vừa này nó cộm cộm ở chỗ này này. Để xuống chỗ hóm này một tí thì nó cũng cộm hơn. Đi. 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 Đi đợi cháu với. Chào cô chú anh chị nha. Đi.
lúc anh em đã lên đến gốc cây rồi, một số cái tổ lần trước cắt nó bắt đầu làm lại kìa, nó bắt đầu làm lại, còn có những tổ nó không làm, có những tổ nó sẽ bỏ đi luôn, một số tổ làm lại. Đây đây, đây quay lên cây. Rất nhiều bác bảo bọn em lấy video của Trung Quốc đăng lên thì kia gốc cây luôn nhá, treo cái túi cám cò của Việt Nam nhá. Đấy, logo bước chân vùng cao lù lù ra, các bác vẫn bảo của Trung Quốc. Này có lẽ là Trung Quốc mua quần áo của bọn em thì để lên cây sao, chắc là mua luôn cả cái túi kia nữa. Đúng là nói thì cứ bấm vào đây này. Alo alo alo, xong bỏ tay ra bấm là phải giữ không nói. Alo alo alo, hai nút này để nguyên, bấm bấm nút đây nhá, cái này là phải để hết sang bên trái, không động tốt là không động đến cái này, hết sang bên phải, cái này hết sang bên trái, cái này hết rồi. Đây này, bấm vào là giữ nhá. Alo alo alo, bấm vào giữ để nói, xong rồi nguyên nói xong rồi bỏ tay ra. Đây này á. Alo alo, đấy bên kia nó sẽ nghe tiếng, thử đi. Thử đi. Alo, alo. Đấy, đấy, thấy không? Alo, alo, alo. Ông alo. Làm gì đấy kia, không đấy. Lên nhờ người thế, chú lên sau chú kéo lên nhá. Đấy chỗ làm gì? Anh, đó. Lên gần đấy. Sao đôi kia lên lâu lại ngồi đấy chờ lâu? Dây bỏ đâu? Đang chờ đôi kia. Dây ở nhà, nó đang mang lên. Thế thôi, còn lâu mới lên được. Từ từ mình đưa nước đây, anh mượn đấy. Mượn gì? Còn đưa cái túi anh mượn anh đựng cái con này đấy. Đưa đấy. Cứ bóng bóng anh cái túi đấy. Túi rơi không? Anh Hải Vương sẽ lên cây đầu tiên. Đi sau.
Ở đây có dây không? Ở dưới này nhả dây xuống chưa? Mà đẹp nhỉ.